su handsome father. Wow. My name is. And 14 days. 14 stations of the cross. Come on, do it. Trời ơi, gì đâu ra hiền. Cô cho ông cha. Siano fonte di grazia per il lavoro dell'Assemblea Speciale per il Medio Oriente, Pietria e Bariola, Maria Macruce Michelo, del Sinodo dei Vescovi. Accogliamo l'invito del Signore a verificare se c'è fede nel nostro cuore. And I'll bring in Reverend Dr. Jared Kelly, who's president of the Catholic Institute of Sydney, perhaps you can take us through what's happening at the moment. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
your Vietnamese is quite good. It's much, much better than my Indonesian. It's good. So anyway, it's good to have you here tonight with us in this celebration on behalf of the community here at the night. Thank you very much for coming and sharing with us in this event. Thank you. Thank you.